Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm Di sản văn hóa du lịch Hưng Yên năm 2019. Tăng cường các giải pháp thu thuế từ nay đến cuối năm 2019. Huyện Khoái Châu thu trên 200 tỷ đồng từ nhãn muộn. Cảnh giác với chiêu bán hàng lừa đảo núp bóng quà tặng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTU ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh. Những năm qua, bên cạnh việc tranh thủ tối đa nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách từ Trung ương chuyển về, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách, tăng 2 chương trình so với năm 2014. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 2,7 nghìn tỷ đồng, tăng trên 799 tỷ đồng so với ngày 31 tháng 12 năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 41,6 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đến nay đạt 69,4 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng hàng năm, bình quân đạt 8,5%, giúp cho trên 41.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. 35.700 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, trên 10.000 lao động được tạo việc làm, 220 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, góp phần xây dựng gần 160.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 834 căn nhà cho hộ nghèo và 197 căn nhà cho người có thu nhập thấp. Nhìn chung, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian qua, các ban ngành đã thực hiện nghiêm túc, chủ động và đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác tín dụng chính sách xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp các ngành tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng chỉ thị 40 của Ban Bí thư và 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trương huy động các nguồn lực chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, sử dụng nguồn tín dụng ưu đãi hiệu quả đúng đối tượng, tập trung các nguồn vốn tín dụng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước về các đầu mối ngân sách, về ngân hàng chính sách xã hội. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, các đối tượng là người nghèo và đối tượng chính sách khác, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong đời sống. Thứ hai là Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, hỗ trợ các điều kiện cần thiết với hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội. Hàng năm, Hội đồng nhân dân, Ủy ban tỉnh, huyện, xã, thành phố cần bố trí một phần ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo hướng năm sau cao hơn năm trước, tập trung vốn để triển khai có hiệu quả và duy trì nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch cấp xã, rồi giúp cho cái chính quyền địa phương ngăn chặn đẩy lùi các hoạt động tín dụng đen. Ba là các sở ban ngành của tỉnh, ủy ban các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách và các địa phương để bố trí lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển giáo dục dạy nghề, tạo việc làm, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo và tạo việc làm. Hàng năm bố trí nguồn vốn ngân sách bổ sung ủy thác cho vay đối với các đối tượng chính sách.
để công tác tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển và góp phần quan trọng vào kinh tế xã hội của Hưng Yên, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 30 tập thể cá nhân. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam khen thưởng cho 15 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 40 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin 28 tháng 8. Cũng trong sáng nay, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm Di sản văn hóa du lịch Hưng Yên năm 2019. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam. Triển lãm gồm 3 chủ đề: giới thiệu truyền thống lịch sử văn hóa, những di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên; di sản văn hóa thời Đông Sơn, Lý, Trần, khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến, di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thái Lạc, di sản văn hóa phi vật thể hát chống quân, ca trù, các lễ hội tiêu biểu, trưng bày giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu, sách báo, tư liệu kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ đề 2, trưng bày ảnh giới thiệu những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa xã hội tỉnh Hưng Yên từ năm 2015 đến nay. Chủ đề 3, triển lãm giới thiệu nét đẹp văn hóa du lịch Hưng Yên thông qua các tác phẩm ảnh đẹp du lịch Hưng Yên và giới thiệu tiềm năng du lịch Hưng Yên. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, huyện Phù Cử đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Dự khai mạc có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Nội dung diễn tập được tiến hành với 3 giai đoạn và 7 vấn đề huấn luyện: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ xử lý tình huống A2, giải cứu con tin, tập kích đánh địch tạm dừng. Với sự lãnh đạo toàn diện xuyên suốt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành sát sao của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân, các tình huống giả định từng bước được giải quyết đảm bảo nhanh chóng, sát thực tế của địa phương, vai trò tham mưu có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể. Nòng cốt là lực lượng vũ trang được thể hiện rõ nét hiệu quả. Các vai tập đã thể hiện đúng chức năng nhiệm vụ và vai trò tham mưu xử lý tình huống khi có chiến tranh. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang huyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Ngày 27 tháng 8, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố Hưng Yên đã được Chính phủ ký quyết định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành phố đã huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với tổng kinh phí hơn 2.248 tỷ đồng. Các xã đạt nông thôn mới cả 19 trên 19 tiêu chí đều đạt và vượt theo quy định. Trong đó, tiêu chí tổ chức sản xuất đã hình thành 28 hợp tác xã và 16 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Hệ thống chính trị ở các xã luôn được củng cố, kiện toàn, quốc phòng được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo. Tại hội nghị, đã có 15 tập thể được khen thưởng vì có thành tích trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, 5 xã của hai huyện Tiên Lữ và Kim Động là Hoàng Hanh, Tân Hưng, Phương Triều, Phú Cường, Hùng Cường được sáp nhập về thành phố Hưng Yên theo nghị quyết của Chính phủ để mở rộng địa giới hành chính. Đây hầu hết là những xã khó khăn của hai huyện,
nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương cùng với nguồn lực đầu tư của các cấp, đến nay cả năm xã đều sớm về đích nông thôn mới, góp phần tích cực vào thành tích chung trong phong trào xây dựng nông thôn của thành phố Hưng Yên. Hoàng Anh là xã ngoài đê, vốn được coi là một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh thời điểm sáp nhập về thành phố Hưng Yên. Nhưng kết quả của phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới cho thôn xóm trong xã. Toàn xã có 1.150 hộ, thì có gần 600 hộ tham gia hiến đất làm đường, chiếm quá nửa tổng số hộ dân trong xã. Con số này là minh chứng rõ nhất về sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân nơi đây. Được Đảng nhà nước là quan tâm là cho con đường, thế cả nhà nước và dân cùng làm, chúng tôi cũng rất phấn khởi và sẽ đóng góp và hiến đưa đất để làm con đường rộng rãi. Trước hết là gia đình và con cháu đi, xong với bà con dân làng đi nữa. Nông nghiệp không còn độc canh cây ngô mà được chuyển đổi sang trồng nhiều loại cây ăn quả, làm trang trại chăn nuôi cho giá trị kinh tế cao hơn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư mở rộng. Năm 2014, thu nhập bình quân mới đạt 12 triệu đồng một người trên năm. Đến năm 2018, đạt trên 40 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 10% giảm xuống còn 2,9%. Hơn ai hết, những người con trong xã sẽ hiểu rõ sự phát triển đi lên nhanh chóng về mọi mặt của Hoàng Hanh những năm qua. Với chính sách là xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, thì cán bộ nhân dân xã Hoàng Hanh đã tập trung rất là cao bằng các cái nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, rồi ngân sách thành phố và nguồn lực tự có tại địa phương, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm. Thời điểm năm 2014, năm xã sáp nhập địa giới hành chính về thành phố Hưng Yên có 3 xã ngoài đê là Phú Cường, Hùng Cường, Hoàng Hanh và xã Tân Hưng có phần lớn diện tích nằm ngoài đê. Yếu về cơ sở hạ tầng giao thông, đất phù sa màu mỡ nhưng lại chủ yếu trồng ngô nên giá trị kinh tế thấp. Đây được xác định là hai điểm yếu mấu chốt cần khắc phục. Vì vậy, từ các chương trình dự án đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho hạ tầng giao thông có trọng tâm, trọng điểm mà sau gần 6 năm, hai điểm yếu mấu chốt trước kia đã được khắc phục. Đến nay hầu hết diện tích đất nông nghiệp của năm xã đã được chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng từ các trục đường chính đến các thôn xóm, đường ra đồng. Trước kia là trồng ngô nhưng mà bây giờ là chuyển đổi sang trồng cây bưởi, cây chuối và cây cam, thì dân trí thu nhập là mỗi một tháng so với đầu người là được trên 5 triệu. Từ ngày đổi thay lấy dân trí Hùng Cường rất là phấn khởi. Với xuất phát điểm đều là những xã khó khăn khi sáp nhập về thành phố Hưng Yên, nhưng với sự nỗ lực của nhân dân các địa phương, sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố mà đến nay cả năm xã đều về đích trước kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm lên thành phố, đến nay diện mạo mọi mặt của các xã, phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên đều thay đổi đi lên rõ rệt. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng và đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhờ sự đóng góp ủng hộ tích cực của nhân dân các địa phương mà đến nay các xã của thành phố Hưng Yên đã hoàn thành và đạt xã nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 30 tháng 8 tới đây, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hưng Yên và đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Buổi lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo tổng hợp của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 7 năm nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 64% dự toán, đạt tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Tuy vậy, nhiệm vụ thu thuế nội địa từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn và ngành thuế cần có các giải pháp để hoàn thành dự toán được giao. 7 tháng đầu năm nay, trừ thu tiền sử dụng đất, chi cục thuế huyện Văn Lâm thu được 174 tỷ đồng, đạt 69% dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước. Đa số các khoản thu đều đạt cao, riêng thu thuế ngoài quốc doanh đạt 75% dự toán cả năm.
Có được kết quả này, Chi cục thuế huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Cái lậu thuế là phải tập trung cương quyết là cưỡng chế cái lậu thuế, nhất là những cái đơn vị mà lậu thuế mà cố tình lậu rồi kéo dài số lậu lớn, và đặc biệt là cái lậu tiền thuế đất. Vì Văn Lâm hiện tại thì cái tiền thuế đất ý thì lậu cũng tương đối lớn, và các đơn vị này thực sự là khó thu. Cơ quan thuế đã cưỡng chế hóa đơn rồi nhưng vẫn chưa thu được nhiều. Rà soát cái nguồn thu rồi khai thác nguồn thu, đấy là cái mà thường xuyên phải làm cái việc đấy. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 7, thu nội địa toàn tỉnh trên 6.100 tỷ đồng, đạt 64%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán, như thuế thu nhập cá nhân đạt 65%, thu tiền sử dụng đất đạt 112%, thu khai thác khoáng sản tài nguyên nước 138%, thu phí lệ phí 64%. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, tình hình thế giới và dịch bệnh, sự cạnh tranh của thị trường, một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước đến thời điểm hiện tại chưa đạt tiến độ dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cùng với đó, nợ thuế ở một số doanh nghiệp vẫn ở mức cao, tổng nợ thuế đến thời điểm hiện nay là trên 1.200 tỷ đồng, trong đó số nợ có khả năng thu gần 600 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn một số doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với tổng số nợ trên 400 tỷ đồng. Năm 2019, Bộ Tài chính giao dự toán cho Cục Thuế tỉnh Hưng Yên là 9.270 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao dự toán là 9.565 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là 8.050 tỷ đồng, tăng 12,68% so với năm 2018. Một cái nhiệm vụ không thiếu phần quan trọng đó là quyết liệt trong công tác thu hồi nợ động. Và ngành thuế thì sẽ đề ra các giải pháp là triển khai đồng bộ các biện pháp để thu hồi nợ theo quy trình quản lý nợ, phân công phân nhiệm cán bộ để thu hồi nợ đóng thuế và gắn trách nhiệm cán bộ thu nợ với từng doanh nghiệp, từng địa bàn thu nợ để làm thế nào đó thu nợ là cao nhất và không phát sinh tăng nợ xấu. Năm 2019 là năm giữ vai trò then chốt trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 và là năm thứ 3 tỉnh ta tự cân đối thu chi. Đây cũng là năm quan trọng khi các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước sẽ là cơ sở để đánh giá và giao nhiệm vụ tại Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chung tay chia sẻ và chấp hành nộp thuế của các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tập trung thu hoạch nhãn chín muộn. Do chín về cuối vụ nên bán được giá, nhiều hộ trồng nhãn thu lãi hàng trăm triệu đồng. Toàn huyện Khoái Châu có trên 1.600 hectare nhãn, trong đó chủ yếu là nhãn chín muộn miền thiết và các giống cho năng suất giá trị kinh tế cao như T1, T2, T6, khoảng 200 hectare, được trồng chuyên canh ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Minh, Liên Khê, Dạ Trạch. Sản lượng đạt trên 8.000 tấn quả. Đây là nhãn làm quà biếu được thị trường tiêu thụ mạnh, chất lượng quả to, mẫu mã đẹp, ăn ngọt, giòn, bán được giá. Hiện nhãn siêu ngọt T2, T6 có giá 50-60.000 đồng 1 kg. Dự kiến vụ này, huyện Khoái Châu thu trên 200 tỷ đồng từ trồng nhãn. Những ngày này, các cơ sở chế biến long nhãn ở huyện Phù Cử đang đẩy mạnh sản xuất, không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương mà còn giúp các cơ sở có nguồn thu nhập cao. Huyện Phù Cử hiện có hơn 50 cơ sở chế biến long nhãn, tập trung nhiều ở các xã Minh Tân, Minh Tiến và Quang Hưng. Đa số các cơ sở chỉ sản xuất trong 2 tháng thu hoạch nhãn. Nguyên liệu nhãn tươi được thu mua trên địa bàn huyện và từ hai vựa nhãn lớn của tỉnh là thành phố Hưng Yên và Khoái Châu. Với một số cơ sở chế biến quanh năm, sau khi hết vụ nhãn Hưng Yên phải thu mua nhãn tươi tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La để chế biến. Tại các cơ sở sản xuất lớn, mỗi ngày đều có từ 40 đến 60 người đến tách củi nhãn. Hiện nay giá long nhãn đang ở mức cao từ 220 đến 240.000 đồng 1 kg. Trừ các chi phí, bình quân mỗi cơ sở chế biến long nhãn cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi vụ. Mặc dù đã được cảnh báo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về hình thức giao bán các loại thực phẩm chức năng, trong đó có các sản phẩm được chế biến từ sâm Hàn Quốc, nhưng bằng chiêu trò tinh vi, nhiều người dân tại thành phố Hưng Yên vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Đây là chương trình Giá Nét,
chất lượng nét của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Lộc vừa được tổ chức tại khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn. Mỗi người tham dự chương trình đều được tặng 2 chai dầu thực vật nét. Tưởng chừng mục đích của chương trình là giới thiệu cho người dự về sản phẩm dầu ăn có tên thương hiệu là Nét, nhưng thực chất đây là một buổi bán hàng các sản phẩm về linh chi, sâm, hồng sâm, miếng cao rán có giá cao ngất ngưỡng. Và một sản phẩm rất là tuyệt vời của tập đoàn Hồng Sơn Thương Hiệu. Và con mong muốn rằng khi các bác về nhà sử dụng, các bác cũng quảng cáo giới thiệu giúp công ty với đồng bào. Toàn bộ khách hàng tham gia chương trình đều là những phụ nữ lớn tuổi ốm đau. Với chiêu thức quảng bá, mời chào tinh vi nên nhiều người đã mua sản phẩm mà không biết có tác dụng cho sức khỏe hay không. Người ít thì từ 200.000 đến 600.000 đồng, người nhiều là gần 10 triệu đồng. Khi phát hiện có người quay clip, các đối tượng phản ứng quyết liệt và ra dấu hiệu cho đồng bọn nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát. Đồng Nam, khoảng bao nhiêu người? 5-600 người, đầy hội trường, chật ních, cứ cái hũ 3 triệu ấy. Chỉ có 2 triệu lại vay thêm 1 triệu thì nó tặng 2 chai dầu. Thế là cứ tranh nhau cho vay tiền. Bỏ gần 4 triệu dành dụm để mua các sản phẩm được chế biến từ sâm. Tuy nhiên, khi mang sản phẩm về nhà, bà Đào Thị Xuân, phường Lam Sơn hoang mang, không biết có nên dùng hay không. Bởi sản phẩm toàn chữ nước ngoài, bà hoàn toàn không biết cách dùng hay liều lượng sử dụng. Sản phẩm không có hạn sử dụng, không có mã vạch để kiểm tra xuất xứ. Hoặc nếu có, thì khi kiểm tra lại không có thông tin. Theo bà Xuân cho biết, để khuyến khích người mua, công ty vừa bán vừa có quà tặng kèm theo, như mua một hộp linh chi như thế này, có giá 3 triệu đồng, sẽ được tặng một hộp sâm hiêu. Hoặc những người lần đầu mua sản phẩm sẽ được trả lại tiền. Đến khi người mua tin tưởng, mất cảnh giác, công ty sẽ bán lấy tiền với giá cắt cổ, như một củ sâm to hơn ngón tay, có giá tới 2,5 triệu đồng. Một hộp hồng sâm 5 gói nhỏ có giá 600.000 đồng. Có nhiều người không có tiền mua thì đi vay mượn. Nó quảng cáo thế thì 4-5 chị em tập trung mua. Mua chung chứng tỏ là các ông bà nhiều tiền đấy. Tiền ở đâu? Vay mỗi người mới ít thì ở đâu ra? Có người chưa có phải nên lên này xong rồi bảo bà có biết ai tên là này, ví dụ bà có biết là bà này là bà Xuân không? Thế ở dưới kia người ta bảo có biết thì bà cho người ta vay thêm. Điều đáng lên án, các đối tượng lừa đảo chỉ nhắm tới những người già, phụ nữ. Trên giấy mời các đối tượng gửi đến người dân cũng ghi rất rõ chương trình ưu tiên phụ nữ, nên cả hội trường vài trăm người tham dự chương trình. Ngoài người của công ty bán hàng thì không có nam giới, đặc biệt là không có người trẻ. Mặc dù phóng viên gọi điện thoại nhiều lần theo số điện thoại in trên phiếu quà tặng, nhưng không có ai trả lời. Làm việc với bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lam Sơn, được biết công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Lộc tổ chức chương trình tại khách sạn Thái Bình nằm trên địa bàn phường. Nhưng trước đó, phường không hề nhận được bất kỳ văn bản xin phép nào của công ty để tổ chức quảng bá bán hàng. Hiện nay, công an phường Lam Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên điều tra làm rõ. Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt để chấm dứt hoạt động lừa đảo này, tránh gây thêm thiệt hại cho người dân. Cái này là bao tiền rồi bà? 2,5 triệu, giữa đông người mua lắm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.